Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Arsenal. Và ngay sau đây là những tin tức nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Arsenal đã có một chiến thắng đầy cảm xúc trên sân Villa Park. Dù bị dẫn trước 2-1, nhưng sau giờ nghỉ giải lao, pháo thủ đã vùng lên mạnh mẽ. Zinchenko với một pha sút trái phá đã kéo về vạch xuất phát. Sau đó vào những phút bù giờ, Jorginho và Gabriel Martinelli đã ghi bàn để khép lại chiến thắng 4-2 cho Arsenal. Sau trận đấu, Aaron Ramsdale nói rằng Arsenal đã thay đổi nhiều kể từ khi Zinchenko đến. Ramsdale cho biết: "Cậu ấy mang tới một khía cạnh hoàn toàn khác cho đội, cho phép chúng tôi chơi theo cách chúng tôi muốn. Vâng, cậu ấy đã ở đó và cậu ấy làm được. Cậu ấy đã giành được cả 4 danh hiệu Premier League trong 5 năm, nên cậu ấy cần biết làm điều gì để mà chiến thắng. Cậu ấy rất xuất sắc, bạn thấy niềm đam mê của cậu ấy có. Cậu ấy ở đây được vài tháng, nhưng cậu ấy là một phần quan trọng trong đội của chúng tôi." Với việc Man City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa, Arsenal lại hơn đối thủ 2 điểm và pháo thủ vẫn còn một trận chiến đấu trong tay. Nhiều người cho rằng cuộc đua Premier League hiện tại đã trở thành thế song mã trước Arsenal và Man City. Sau kết quả loạt trận hôm thứ Bảy, Arsenal hiện tại hơn nhà đương kim vô địch 2 điểm và còn một trận chiến đấu trong tay. Trong khi đó, Manchester United xếp thứ 3 với 46 điểm trước khi trận gặp Leicester City diễn ra. Cùng với việc đang sở hữu phong độ tốt, Michael Owen nhận định không nên gạch tên quỷ đỏ khỏi cuộc đua vô địch. Chia sẻ với Premier League Production, Owen bày tỏ: "Mọi người đều biết sẽ có rất nhiều thăng trầm và trở ngại, nhưng không ai nhắc tới Manchester United. Bởi vì nếu tính tới Man City thì phải đề cập luôn Man United. Nếu họ giành chiến thắng ở trận chưa đấu, họ chỉ kém Man City 3 điểm. Vì vậy bạn không thể loại trừ bất cứ điều gì vào lúc này. Nhưng bạn phải nói rằng Arsenal đang ở vị trí dẫn đầu." Phát biểu sau màn ngược dòng ngoạn mục trong cuộc đụng độ Aston Villa vào đêm qua, Arteta thừa nhận các cầu thủ của mình đã có một màn trình diễn tuyệt vời, dù phải chịu áp lực từ những kết quả không tốt gần đây. Trang chủ của Arsenal dẫn lời vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha: "Chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước Man City, chúng tôi đã thách thức họ. Nhưng sự thực là trong những thời điểm quan trọng, chúng tôi đã xử lý không đủ tốt cho vào cấm. 72 giờ sau bạn phải hành quân đến đây, điều đó thật khó khăn. Sau hai kết quả không tốt và với sự mệt mỏi mà chúng tôi có từ trận đấu đó, các cầu thủ thật không thể tin được. Một số câu hỏi được đặt ra về việc liệu chúng tôi có thể trở lại trong những thời điểm khó khăn hay không, khi bạn phải ghi 2 hoặc 3 bàn để giành chiến thắng trong một trận đấu. Nó còn trở nên đặc biệt hơn với cách chúng tôi phòng ngự, khi đội để thủng lưới 2 bàn chỉ sau 2 cú sút đầu tiên. Nhưng sau đó chúng tôi đã chơi thực sự tốt." Với việc SD Nketiah đang sa sút thảm hại trong giai đoạn gần đây, thêm vào đó là chuỗi trận tịt ngòi kéo dài của Gabriel Jesus trước khi dính chấn thương, đã có nhiều tin đồn cho thấy Arsenal sẽ tiến hành chiêu mộ tiền đạo trung tâm mới vào mùa hè. Theo quan điểm tới từ Gabriel Abolajo, Martinez là một thương vụ tốt dành cho Arsenal nếu như pháo thủ có thể thuyết phục Inter Milan với mức trên dưới 60 triệu bảng. Trao đổi với Football Insider, kiện tiền đạo người Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ nó phụ thuộc chủ yếu vào mức phí chuyển nhượng. Nếu Arsenal có thể giảm chi phí xuống còn 60 triệu bảng, tôi nghĩ đó sẽ là một thương vụ tốt." Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Liverpool Danny Murphy đã chỉ ra lý do Man City chơi không quá tốt từ đầu mùa. Ông nói: "Arteta chắc hẳn rất nhẹ nhõm khi thấy Pep liên tục có những thay đổi về mặt chiến thuật. Nếu Pep sử dụng sơ đồ 4-3-3 trong cả mùa giải, thay vì sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ như trong khoảng thời gian gần đây, tôi nghĩ Man City sẽ tốt hơn rất nhiều. Vấn đề không phải là Man City mất điểm trước Norwich hay Haaland bỏ lỡ nhiều cội. Vấn đề là Pep liên tục điều chỉnh bộ tứ vệ, đội hình và nhân sự. Tôi nghĩ lý do Pep sử dụng hệ thống hàng thủ 3 người là bởi người ấy không có một lựa chọn quá tốt ở vị trí hậu vệ trái. Không có những người như Joao Cancelo và Zinchenko, những người mà Pep đã cho phép ra đi. Họ không có một hậu vệ trái hiểu vai trò mà Guardiola muốn. Đó là lý do tại sao họ không thường xuyên chơi với hàng thủ 4 người." Theo tờ Mundo Deportivo, Barca và Arsenal đang cùng với một số câu lạc bộ trên khắp châu Âu theo đuổi cầu thủ 17 tuổi Vitor Roque. Trong khi đó, tờ AS tiết lộ Arsenal sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đưa tiền đạo này tới với Emirates. Hồi đầu tháng này, Roque là một phần trong thành phần của tuyển Brazil vô địch U20 Nam Mỹ. Anh kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới với 6 bàn thắng, ngang bằng với André Santos. Anh sẽ tròn 18 tuổi vào cuối tháng này và thời điểm đó là đủ điều kiện để tới châu Âu thi đấu.
giá của Roque đã tăng phi mã sau màn trình diễn của anh dạo gần đây. Và đặc biệt, câu lạc bộ Atlético Paranaense sẽ đẩy phí chuyển nhượng lên cao nhất có thể. Barca dự kiến sẽ cử người đại diện tới Brazil để tiến hành đàm phán với Paranaense, đồng thời nói chuyện với Roque và gia đình. Barca sẵn sàng trồng lên bàn đàm phán từ 35 tới 40 triệu euro cho thương vụ này. Arsenal sẽ phải nhanh chóng hành động nếu họ muốn vượt mặt Barca và những đối thủ khác. Đó là lý do tại sao báo cáo nói rằng pháo thủ sẽ chi thêm tiền cho chữ ký của Roque. Khi được hỏi về cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League, Serra nói trên BBC: "Tôi biết Thomas Partey đang trong quá trình bình phục chấn thương, nhưng nếu Arsenal có thể đưa anh ấy trở lại và sau đó có một chút may mắn từ bây giờ tới cuối mùa với việc giữ cho các cầu thủ chủ chốt có khỏe mạnh, tôi nghĩ họ sẽ làm được. Dựa trên những gì đã thể hiện trong hiệp 2, Arsenal xứng đáng có 3 điểm, nhưng họ không chỉ giành chiến thắng mà còn gửi một thông điệp tới Man City. Đôi khi, bạn chỉ cần tìm cách giành chiến thắng và họ đã làm được điều đó trong hiệp 2. Khi bạn nhìn lại trận đấu với Man City, Arsenal thua 3-1, họ mắc hai lỗi nghiêm trọng và bị trừng phạt vì những lỗi đó. Họ cũng đã bỏ lỡ một số cơ hội lớn và đó là sự khác biệt giữa các đội." Sau quãng thời gian thu nghiệp tại Feyenoord, tiền đạo trẻ Brian Nelson đã trở lại Arsenal và bắt đầu cuộc hành trình khẳng định bản thân. Ngôi sao người Anh được xem như là phương án dự phòng cho Bukayo Saka. Nhưng khi được trao cơ hội, anh cũng thể hiện màn trình diễn khá ấn tượng. Tính đến thời điểm hiện tại, trận đấu mà Nelson để lại nhiều dấu nhất chính là cuộc chạm trán với Southampton hồi tháng 10 năm ngoái, khi tiền đạo 23 tuổi ghi 2 bàn và đóng góp một đường kiến tạo vào 5 chiến thắng cho pháo thủ. Nhưng kể từ đó thì Nelson đã không còn nhiều cơ hội ra sân, phần nhiều vì anh dính chấn thương dai dẳng. Giờ đây, ngày càng xuất hiện những đồn đoán về khả năng anh rời Emirates. Với việc hợp đồng hiện tại tại Arsenal sẽ đáo hạn vào hè này. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, cho đến thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán gia hạn giữa Arsenal và Nelson vẫn chưa diễn ra. Dù cho cá nhân 23 tuổi vẫn rất hạnh phúc nếu được ở lại, nhưng quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào thượng tầng của pháo thủ. Và vừa rồi là tất cả những thông tin nóng nhất của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ qua. Nếu thấy video này hay thì anh em đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.